lượng của các tay vợt trẻ. Chúng ta nên đặt câu hỏi về chất lượng và thái độ của các tay vợt dưới 28 tuổi, với sự tôn trọng dành cho Roger Federer, Rafael Nadal cũng như Novak Djokovic, thành thật mà nói họ đã lớn tuổi, trong khi đó, người hâm mộ muốn thấy những người trẻ như Stefanos Tsitsipas hay Dominic Thiem hạ đàn anh khi họ còn ở đỉnh cao. BBC dẫn lời Boris Becker. 10 giải Grand Slam gần nhất, chức vô địch đều thuộc về những tay vợt ngoài 30 tuổi, gồm Nadal, 33 tuổi Djokovic, 32, và Federer, 37, thêm là tay vợt nam duy nhất dưới 28 tuổi lọt vào chung kết trong khoảng thời gian này, tại Roland Garros 2019. Điều ấy không tốt cho quần vợt, cũng không phải lời khen dành cho những người dưới 28 tuổi, đừng cho rằng lứa đàn anh đã chơi quá hay. Becker nói tiếp, sự khác biệt không phải ở những cú thuận, hay thể lực, vấn đề là tâm lý, suy nghĩ và thái độ thi đấu tạo nên thành công. Trong top 10 thế giới, chỉ có bốn tay vật dưới 28 tuổi là Thiem, Alexandre Zverev, Sisi Pass và Karen Khachanov. Ngoại trừ Thiem, chưa ai trong số này vào chung kết Grand Slam. Ở thời đỉnh cao, Becker từng vô địch Wimbledon năm 17 tuổi và bảo vệ thành công danh hiệu Grand Slam trên mặt sân cỏ một năm sau đó. Sẽ đến lúc thế hệ đàn anh dừng lại và người hâm mộ phải làm quen với những tay vật mới, trẻ trung hơn. Họ phải chấp nhận rằng không bàn tán, tranh luận về Federer và Nadal nữa đó là những thứ chúng ta từng gặp khi John M. Senro, Jimmy Conner, Andrew Agassi, Pat Sampras gác Tennis sẽ tiếp tục với những ngôi sao mới, vấn đề chỉ là ai sẽ xuất hiện để nắm lấy hào quang sân khấu, hay tất cả chỉ là sự vô tội vạ, Becker đặt câu hỏi. Thắng Nguyễn